Đây là bộ phim chuyển thể thành công nhất mà tôi từng biết, đại chiến hai thế giới. Vùng đất này tồn tại cả loài người lẫn loài Orc. Orc được lãnh đạo bởi một kẻ độc tài tên Gauden. Hắn luôn muốn nô dịch loài người. Liệu loài người có thể đánh bại Gauden? Hãy cùng xem nhé! Luật lệ của dân giang hồ là như thế nào? Khi đệ mà bất mãn với lãnh đạo, lúc nào cũng có thể phản đối. Mà cách phản đối cũng chỉ có một, đó làm đấm tay đôi. Không bên nào được dùng hàng nóng. Người chiến thắng sẽ trở thành thủ lĩnh mới. Tay Orc to hơn cả một con bò đực có tên là Durotan đang thách thức thủ lĩnh hiện tại Gauden. Dù trông có vẻ yếu thế hơn nhưng Durotan vẫn kịp bẻ gãy xương Gauden. Nhưng muốn ngồi chỗ không ai ngồi được, phải chịu được thứ không ai chịu được, xếp tùng xét. Hắn lao vào ôm lấy Durotan, hút lấy hút để sinh lực của anh. Từ một chiến binh đẹp dai 6 múi mà giờ thành thế này đây. Những quái vật bên cạnh sững sờ trước cảnh này, thì ra gần là quái duy nhất có sức mạnh Fel trong bộ tộc. Mặc dù năng lượng hắc ám cho hắn và sức lực mạnh mẽ nhưng cũng không ngừng hấp thụ sinh mệnh để duy trì. Vì vậy, thế giới của Orc dần dần suy tàn cho đến khi không thể tồn tại nữa. Để đạt được nhiều sinh mệnh hơn, Gauden gọi tất cả thần dân. Mở cổng bóng tối đến Azeroth, nhưng chỉ đủ gửi những kẻ thiện chiến đến. Bất cứ nơi nào họ đi, máu đổ thành sông, dân làng đều bị bắt. Khi Gauden có đủ sức mạnh, hắn sẽ dịch chuyển toàn bộ đội quân sang. Nhưng bên này, Stormwind phát hiện bất thường ở các thi thể. Người học việc phát hiện ra năng lượng Fel còn sót lại trong đó. Biết được rằng sắp có sự việc nghiêm trọng xảy ra, vì vậy đã vội vã đưa tướng quân đến Karazhan tìm Medivh. Medivh sở hữu pháp lực mạnh mẽ, nhiệm vụ của ông ta là bảo vệ Azeroth. Sau khi biết được tin, lập tức đem binh mã đến nơi phát hiện ra thi thể để điều tra, thế là lũ quái vật đã mai phục ở đây. Trước lũ Orc, con người chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe. May tổ tiên ba đời gánh còng lưng, Medivh đã kịp cứu mọi người. Tất cả quái vật bị vòng tròn ma thuật tấn công, sức mạnh trong cơ thể được hấp thụ. Ngoại hình giống hết xác chết được tìm thấy trước đó. Người học việc biết rằng Medivh không nên có loại sức mạnh này nhưng vẫn chưa kịp ú ớ, Medivh đã dịch chuyển té luôn. Đột nhiên một quái vật nữ bị bỏ lại xuất hiện tấn công anh ta, mà là trông cũng có tí điện nước đầy đủ nên anh mới trưởng nhẹ, không thì bay màu rồi. Anh bắt cô đưa tới diện kiến nhà vua, từ trong miệng của cô ta. Mọi người đều biết kế hoạch của bọn chúng sẽ xâm chiếm thế giới loài người. Để kiểm chứng, vài người cùng cô ta đến hang ổ của lũ quái. Quả nhiên nhìn thấy lũ quái vật dày đặc, đang xây dựng cổng truyền tin. Ngay khi họ chuẩn bị rời đi, Durotan thủ lĩnh bất ngờ xuất hiện. Nhưng họ vốn không muốn làm tổn thương con người mà là muốn lên kế hoạch hợp tác với con người. Giết chết Gauden, Durotan đã phát hiện ra điều gì đó. Khi Gauden lên làm thủ lĩnh thì thế giới Orc bắt đầu suy tàn. Ông ta đi đến đâu sinh mệnh nơi đó sẽ khô cạn. Vài ngày trước anh ta thậm chí còn nhìn thấy Gauden sử dụng năng lượng Fel. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, Azeroth sớm muộn gì cũng bị hủy diệt. Và thần dân sẽ không bao giờ có được sự yên bình. Để cứu thần dân của mình, họ nhất định phải tiễn Gauden đi thỉnh kinh. Vì vậy, ngày hôm sau, nhà vua thay mặt Azeroth đàm phán với Durotan. Còn có Medivh phía sau hộ giá. Nhưng khi hai bên đang đàm phán, một nhóm quái vật mai phục bất ngờ xuất hiện. Thì ra thuộc hạ của Durotan đã phản bội anh ta, Gauden sớm đã cử người mai phục ở đây. Nhà vua và thuộc hạ trong thế một tấn treo một sợi lông nách. Vì để bảo vệ nhà vua, quân đội dùng thân tạo thành bức tường. Nhưng Gauden sớm đã bắp bẩn cho lũ quái vật, con người chỉ có thể chịu khó ăn hành thay cơm. Vẫn là việc gì khó có Medivh lo, anh phóng ra cột sét lớn bảo kê nhà vua. Nhưng con trai của tướng quân đã bị mắc kẹt lại thế giới đó. Tướng quân tuyệt vọng muốn lao lên cứu con trai nhưng lại bị rào sét cản lại. Mà bên này Medivh cũng ngất xỉu vì tiêu thụ năng lượng quá nhiều. Cuối cùng tướng quân phải trơ mắt nhìn con trai bị giết. Sau đó bọn họ tìm thấy Medivh đưa anh ta trở lại Karazhan. Thế mà người học việc lại vô tình thấy trong mắt Medivh có năng lượng hắc ám. Điều này khiến anh ta càng khẳng định rằng Medivh có vấn đề. Vì vậy, vội đến thành phố của các pháo sư thông báo cho các trưởng lão về sự bất thường của Medivh. Thông qua manh mối trước đó, họ xác nhận rằng Medivh đã bị nhiễm năng lượng Fel. Sau đó nói cho người học việc làm cách nào để giải phóng năng lượng tà ác đó. Đồng thời tướng quân vì cái chết của con mình đã nảy sinh thù hận với Medivh. Nhưng nhà vua lại luôn tin tưởng vào lòng trung thành của Medivh. Nhốt tướng quân vào ngục, thậm chí còn làm theo lời khuyên của Medivh chủ động điều binh tấn công lũ Orc. Ở bên này cuộc đàm phán của Durotan và con người đã bị lộ. Thế nên Gauden cử người đi làm gỏi bộ tộc của anh trong đêm. Giờ phút cuối cùng người vợ dẫn con trai chạy trốn và để con trai trôi theo dòng sông. Để bảo vệ con trai, người mẹ khô máu với tên thuộc hạ tới giọt cuối cùng. Mà Durotan không còn đường lùi, muốn tác động phản đối và giao chiến với Gauden. Anh ta muốn dùng cái chết của mình để cho những người khác nhìn thấy sự điên rồ của Gauden. Cuối cùng, Durotan chết vì năng lượng Fel của Gauden, cũng thành công khiến mọi người mất niềm tin với hắn. Nhưng Gauden xét bố mày là bạn của Hitler, theo tao thì sống chống tao thì chết. Cuối cùng, dưới sự đàn áp của Gauden mọi người chỉ có thể tuân theo. Đồng thời Medivh cũng đã bị năng lượng Fel ăn mòn hoàn toàn tâm trí. Giúp Gauden mở cánh cổng bóng tối, càng ngày càng nhiều quái vật được dịch chuyển đến. Nhà vua đã dẫn theo vệ binh đến, cuộc chiến giữa con người và loài Orc chính thức nổ ra. Bên này con người và quái vật đánh nhau tóe lửa.
Bên kia, người học việc mang theo tướng quân để phá vỡ phép thuật của Medit. Nhưng Medi vốn đã mạnh mẽ, lại có thêm năng lượng Fel thì khác gì hổ mọc thêm cánh, cá mập biết bay. Trong tuyệt vọng, cả hai nghĩ ra một giải pháp. Tướng quân đang cố tình câu giờ của Medit, mà người học việt nhân cơ hội này để sử dụng vòng tròn dịch chuyển. Ngay khi Medit chuẩn bị tấn công tướng quân, người học việt dịch chuyển một gã khổng lồ đè lòi phổi Medit, khiến hắn ngất xỉu tập 1. Ngay lập tức cổng bóng tối cũng bị ngắt đoạn. Nhưng lúc này người học việc vô tình tiếp xúc với năng lượng Fel. Thấy quả này âm dương cách biệt rồi, anh mở lá chắn bảo vệ cho tướng quân, còn mình thì hấp thụ hết năng lượng của Medit vào cơ thể. Cuối cùng người học việc cũng thành công thanh tẩy năng lượng hắc ám. Sau khi thấy tình hình người học việc đã hoàn toàn ổn, tướng quân lập tức tiến lên phía trước đi cứu nhà vua. Lúc này quân đội loài người đã từ từ rút lui. Sau khi tỉnh táo, Medit cảm thấy tội lỗi vào thời điểm hấp hối vì nhà vua đã mở lại cổng quay trở về Azeroth. Mà lúc này lại có cú quay xe cực gắt, nhà vua muốn ở lại cứu thêm càng nhiều người càng tốt. Nhưng Medit lại đăng xuất ngay sau đó, cánh cổng dần đóng lại. Nhà vua và những người khác cũng hoàn toàn bị mắc kẹt. Để bảo vệ nữ quái đã giúp loài người này, nhà vua đã yêu cầu cô ấy giết mình. Như vậy, cô ấy có thể trở thành anh hùng của bọn chúng. Với sự hy sinh của nhà vua, trận đấu cũng kết thúc. Nữ quái trở thành anh hùng dân tộc, lúc này tướng quân cưỡi một con chim ưng đến. Nhìn thấy con dao găm trên thân nhà vua mà lòng quặn thắt, bởi vì đó là món quà mà chính nhà vua đã tặng cho nữ quái. Sau đó, tướng quân chuẩn bị dẫn nhà vua rời khỏi thì bị con thú khổng lồ bắt lấy ném hoảng xuống đất. Khi tỉnh lại, tên quái ở phía đối diện ném thanh kiếm, hóa ra hắn ta đang thách đấu với tướng quân. Mà tướng quân cũng muốn trả thù cho con trai, tưởng thanh niên kia thể hiện thế nào, ai ngờ ăn vài xiên đã hẹo luôn rồi. Thế nên lần sau nói ít làm nhiều đỡ chết sớm nhé ông nội. Gordon thấy vậy vô cùng cay rái, định bắt nữ quái giết anh. Con người đó đã thắng một cách công khai, hắn định ra xin tí tiết tướng quân nhưng nữ quái đã ngăn lại. Anh ta solo tay đôi và đã win, hãy để các chiến binh tuân theo truyền thống, kẻ chiến thắng đáng được tôn trọng. Ngay cả Gordon cũng phải tuân theo. Cuối cùng tướng quân xuyên qua đám đông, đưa nhà vua trở về quê nhà. Qua trận này tất cả loài người ở Azeroth đã thành lập liên minh, cùng chờ đón cuộc chiến giành hòa bình cho Azeroth trong phần tiếp nhé. Bộ phim tới đây là hết rồi, nếu thấy hay hãy like và subscribe cũng như để lại bình luận dưới video nhé, yêu các bạn nhiều.